quý vị, đây chính là bia chiến thắng Tam Nông, làng kháng chiến kiểu mẫu về đánh giặc giữ nước ở đồng bằng Bắc Bộ, mới được Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ khởi dựng. Việc làm giàu ý nghĩa này chính là tâm nguyện của các thế hệ người dân nơi đây, nhằm kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của cha ông trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên được các nhà khoa học xác định là trung tâm của đồng bằng châu thổ Bắc Bộ. Nơi đây có làng Tam Nông, một ngôi làng cổ, có bia ký, có thuần phong mỹ tục và đặc biệt là truyền thống chống giặc ngoại xâm. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Hành chính kháng chiến xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ phát động toàn dân tham gia xây dựng làng kháng chiến, thôn Tam Nông, kiên quyết không cho giặc vào làng, nòng cốt là lực lượng dân quân du kích. Cách mạng tháng 8 ấy, thì cái phong trào của nhân dân thôn Tam Nông đặc biệt là lên rất cao. Cho nên là đã thành lập nên đội thanh niên cứu quốc, thì nhân dân là dứt khoát là không tè với bất cứ bọn nào, dù như thế nào cũng không tè, và đi theo kháng chiến, theo cái lời của Bác Hồ và theo cái lời của Đảng để giành lấy chính quyền, và xuống phố Giác và đi cướp lấy thóc lúa. Để chống địch vào làng, nhân dân đã huy động hàng ngàn cây tre, gỗ từ khắp các làng xã xung quanh để kết được một hệ thống lũy tre, tàu tre dày gần 2 mét xung quanh làng Tam Nông. Trong làng có hệ thống giao thông, có hầm xây bằng gạch chạy dọc thôn, có hào sâu dày đặc. Phía ngoài đầu làng đều có người canh gác, bố trí hầm trông, hố mìn, sẵn sàng chiến đấu chống lại những cuộc càn quét vào làng của giặc Pháp. Chỉ tính từ năm 1946 đến năm 1951, tại làng kháng chiến Tam Nông đã diễn ra hơn 100 trận chống càn, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên giặc, trong đó có 61 tên lính Pháp và sĩ quan chỉ huy. Ra vào làng rồi thì là hàng lũy, rồi thì là ao chuông, cũng không thể bằng được tinh thần đoàn kết, cái tinh thần quyết chiến của nhân dân Tam Nông. Trong thời kháng chiến chống Pháp đã chiến đấu hơn 100 trận, có tháng tới gần 30 ngày chúng quây càn ở đây. Có những trận thì chúng phải huy động lực lượng từ Lực Điền, Khoái Châu, từ Chùa Bản, từ Phố Giác, từ Ân Thi về, lực lượng trung đoàn, nhưng cũng không vào được làng, mà phải trả giá rất đắt khi lực lượng của ta đã vào cái vị trí hầm hố và để lại bãi trong mình, chúng vào là tiêu diệt. Thế trong cái thời kỳ ấy, giặc Pháp đã phải sử dụng pháo binh, sử dụng xe tăng, sử dụng máy bay đánh phá. Nó ném xuống đây hơn 1.000 quả bom và hàng vạn quả đại bác. Riêng làng Tam Nông này là 700 quả bom. Lúc bấy giờ như thế. Nhưng nhân dân Tam Nông vẫn tiếp tục chiến đấu dưới sự lãnh đạo của chi bộ. Bia chiến thắng được xây dựng cạnh đình Tam Nông, nơi vẫn còn cây nhãn điếc, đã từng được đội tuyên truyền xung phong của Việt Minh treo cờ đỏ sao vàng lên ngọn cây, tập hợp đông đảo nhân dân, vạch trần âm mưu xâm lược, tội ác của quân Nhật. Với những chiến công trong kháng chiến chống Pháp, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Đạo tự hào được Bác Hồ tặng thưởng huân chương chiến sĩ hạng nhất trong hội nghị về chiến tranh du kích năm 1951 ở Việt Trì. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá Tam Nông là một làng kháng chiến kiểu mẫu ở đồng bằng Bắc Bộ. Giờ đây Hưng Đạo đã là xã nông thôn mới, thôn Tam Nông luôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa, đời sống vật chất của nhân dân khá đầy đủ. Hạ tầng nông thôn gồm các tuyến đường giao thông, nhà văn hóa thôn đều được đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa nâng cấp khang trang, diện mạo làng quê đổi mới, xứng đáng với danh hiệu làng kháng chiến kiểu mẫu ở đồng bằng Bắc Bộ.